Mình đang là hộp của HK Vision, thì trên hộp thì có cái dòng sản phẩm của Color Blue Light. Ở đây thì còn có chuẩn nán H265 cộng và ghi hình 24 Color Night. Trên hộp thì ở đây mình có thấy để thông số ống kính là 4mm. Ống kính này giúp cho chúng ta có thể được nhìn ở cái vật gần hơn và nét hơn. Ngoài ra thì cái dòng Color Blue Night này thì hộp nó rất là nhỏ gọn. Ở đây mình có một cái hộp của dòng sản phẩm cũ đây. Các bạn có thể thấy cái hộp rất là nhỏ. Thì sau đây mình sẽ tiến hành khui hộp. Trong hộp thì có một sách hướng dẫn, một cái ốc và một cái bịch hút ẩm. Đây là dòng của HK Vision Color Blue Light, rất là nhỏ gọn. Xung quanh thì ở đây có một cái viền nhôm rất là đẹp, ống kính bóng bằng kính và có đèn led màu trắng chở sáng. Ở đây camera này nó phát quang sáng rất là dịu nhẹ, không làm cho chúng ta bị chói mắt. Ở đây thì chúng ta có hai sợi dây, đây là sợi dây nguồn có được ốp một cái nắp và một cái dây BOE. Cái nắp này để chúng ta khi dùng BOE cấp nguồn thì chúng ta có thể bảo quản được cái dây nguồn tốt hơn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt lên và sẽ cho các bạn xem được hình ảnh thực tế của nó như thế nào. Và mình cũng sẽ so sánh cái dòng Color Blue Light này đối với dòng các sản phẩm khác trên thị trường như thế nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.